Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ đi hướng dẫn các bạn một số các cái công cụ 2D để phục vụ các bạn bóc tách khối lượng. Để làm ví dụ cho cái video này thì mình sẽ mở một cái công trình. Ở đây mình có một cái mặt bằng 2D. Ở đây mình có file là 2D op này. Click open. Rồi. Đây là một file 2D bình thường. Thì để thực hiện các cái thao tác 2D để bóc tách khối lượng ấy thì chúng ta vẫn phải sử dụng cái tab Home Panel Tool, các bạn kích vào Quantification. Ok, ở đây các bạn kích vào Project Setup. Mình chọn None, mình chọn Next, mình chọn đơn vị là Metric, kích Next. Mình kích Next và mình kích Finish. Rồi. Ở đây các bạn nhìn thấy là chúng ta có một số các cái công cụ để các bạn làm việc phần 2D. Các bạn thấy ở phần bên dưới này, chúng ta có vẽ polyline, vẽ hình chữ nhật, rồi là vẽ các cái đường thẳng nhanh này, rồi vẽ diện tích, rồi là các công cụ khác nữa thì mình sẽ giới thiệu trong cái phần này. Thì mục đích ví dụ như là đường line này thì khi các bạn vẽ ra thì nó sẽ cho các bạn độ dài của đường thẳng. Khi các bạn muốn đo một cái độ dài của một cái đoạn trên mặt bằng 2D đấy, để các bạn bóc tách chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng công cụ này. Hoặc là nếu các bạn muốn cần diện tích thì các bạn có thể sử dụng công cụ này để các bạn lấy diện tích. Hoặc là nếu các bạn cần hình chữ nhật chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng công cụ này để các bạn tính toán chu vi. Rồi cái thằng này có thể là diện tích hoặc là chu vi, vân vân. Còn một số công cụ khác bây giờ mình sẽ đi mình thử. Rồi bây giờ ví dụ như là cái cầu thang nó như thế này. Bây giờ mình muốn vẽ độ, muốn tính cái độ dài cầu thang. Ok, bây giờ mình sẽ sử dụng công cụ Polyline. Đây các bạn thấy là nó cho phép mình bắt điểm luôn. Cho phép mình bắt điểm. Bây giờ mình sẽ bắt điểm này. Mình kéo lên đây. Các bạn có thể giữ phím Shift để nó sẽ đi thẳng theo hai phương, ngang và đứng. Đấy, ví dụ ở đây mình giữ phím Shift. Rồi, mình kích vào điểm này, giữ phím Shift, mình kích vào điểm này, giữ phím Shift, mình kích vào điểm cuối cùng này. Rồi, mình kích chuột phải. Đó, thì các bạn thấy nó xuất hiện cái đường thẳng này. Đồng thời là chúng ta có một cái item ở trong bảng Quantification Workbook này. Ok, bây giờ mình vào cái item Catalog. Đây, mình có thể đổi tên cái thằng này. Ví dụ mình đổi tên là chiều dài cầu thang. Chiều dài cầu thang 01 đi, enter. Đấy, thì các bạn thấy là rồi các bạn bây giờ mình ấn escape, mình thoát lệnh, mình quay về quantification này. Ok, rồi mình ấn escape thì các bạn thấy là cái màu sắc của cái đường này này thì nó chính là cái màu của thằng item này được quy định bên trên này. Các bạn có thể kích vào đây, các bạn đổi tên, thì mình đổi màu xanh hoặc màu xanh này chẳng hạn. Ok, đấy các bạn thấy nó chuyển thành màu xanh như thế này. Đấy là thì các bạn nhìn trong bảng quantification của book thì thằng nó có một cái đối tượng này thôi, chúng ta có một cái này và một đối tượng ở đây, và các bạn thấy độ dài là 9,759 m. đấy thì tương tự bên trên này chúng ta có nó thống kê cái độ dài. Ok, rồi bây giờ mình giả sử mình tiếp tục mình sử dụng các công cụ này nữa. Bây giờ mình có một cái công cụ là hình chữ nhật ở đây, mình kích chọn cái thằng này. Bây giờ mình kích vào cái điểm, mình phóng to lên chút, mình kích vào cái điểm này, mình Ctrl Z lại nhé. Rồi mình Ctrl Z này. Rồi chúng ta bắt cái điểm này, mình ấn Delete, mình xóa đi, mình kích vào hình chữ nhật. Rồi mình kích vào điểm này, mình kéo, mình di, mình kéo. Đó, mình kéo đến cái điểm góc bên này thì mình nhả chuột ra. Ok, thì mình sorry các bạn. Các bạn thấy là nếu mà mình vẫn đang chọn cái item này, mình thực hiện công thức đo thì nó sẽ tạo ra cái đối tượng khác thuộc cái item này. Đấy, bây giờ mình Ctrl Z lại. Mình phải kích ra ngoài này để mình thực hiện cái phép đo. Nếu không mà mình chọn cái này này mà mình chọn công thức này để mình đo ấy, thì nó sẽ xuất hiện một cái đối tượng mới nằm ở trong cái thằng item này. Ok, rồi bây giờ mình kích ra ngoài, kích vào đây, mình kéo, mình kéo đến cái góc này, mình nhả chuột ra.
Ok, chúng ta có một cái item mới. Ví dụ như này là phòng 128. Ví dụ như là chu vi. Đó. Bây giờ mình qua về quantification cookbook thì các bạn nhìn chúng ta có chiều dài ở đây. Chiều dài ở đây. Đó. Rồi. Thì ở đây các bạn có thể tính được cái chu vi. Tương tự như thế thì mình sẽ sử dụng cái lựa chọn này. Chúng ta cái lựa chọn rectangular area, mình kích vào đây. Rồi mình kích vào phòng admin này, mình bắt điểm, bắt góc, kéo này. Ok. Rồi mình nhả ra thì chúng ta có cái thằng này, mình đặt tên nó. Đây là phòng 126, phòng admin. Enter. Rồi chúng ta về đây chúng ta xem nó tính toán cái gì. Thì cái phòng 126 admin này thì các bạn thấy ở đây. Các bạn thấy nó có cái thông số là chu vi là 16,688 m. Đồng thời thì các bạn thấy nó tính toán cho chúng ta diện tích là 15,57 m². Đấy là công sử dụng cái công cụ rectangular. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng công cái area này. Thì cái lựa chọn này thì cho phép các bạn vẽ hình nó bất kỳ. Đây. Đấy, các bạn vẽ một hình nó bất kỳ bằng cách kích chuột như thế này. Đấy. Thì nó tạo ra một hình bất kỳ. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng cái lựa chọn area này. Ok. Rồi. Kích vào đây. Rồi mình kích chọn thằng này, mình kích delete để mình xóa đi. Mình kích vào đây. Kích vào đây, mình kích chuột phải, mình xóa nó đi. Rồi. Rồi các bạn thấy tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu một cái công cụ nữa. Khi các bạn thực hiện việc 2D này, ví dụ như các bạn muốn ẩn các cái đường đi kích thước này đi thì chúng ta có một cái lựa chọn này. Hide background and annotation. Kích vào đây thì các bạn thấy nó ẩn hết kích thước đi cho các bạn. Thì các bạn thấy là bản vẽ trống trơn như thế này để hoàn toàn phục vụ các bạn đo vẽ phần 2D. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ học một cái công cụ nữa là công cụ bucket fill này. Các bạn thấy là chức năng của nó rất là hay ở đây. Ví dụ như này, kích vào đây. Thì ở đây nó sẽ tạo nhanh. Đấy, một cái biên, nó nếu nó có một cái biên ấy, thì nó sẽ tạo bo nhanh. Ví dụ ở đây mình có một cái phòng như thế này, mình bây giờ các bạn thấy mình kích vào đây. Đấy, các bạn thấy là nó tạo ngay một cái thằng diện tích bo như thế này. Dọc theo cái biên này rất là nhanh. Đấy, các bạn thấy ví dụ mình muốn cái phòng này mình muốn tính chu vi diện tích đúng không? Mình sử dụng công cụ bucket fill này. Đấy. Nhưng mà các bạn thấy là ở đây nó bo cả cái viền của cái thằng cửa này nữa. Cho nên mình phải sử dụng một công cụ. Đây, sử dụng công cụ như này, mình ấn escape này. À xin lỗi các bạn, mình kích vào cái thằng này, mình kích chọn vào đây. Mình đổ vào đây, mình kích chuột phải đã. Rồi các bạn thấy nó xuất hiện cái này. Bây giờ ấy, các bạn muốn loại bỏ cái viên này đi. Các bạn kích vào cái chữ tẩy này. Ở đây có hai nút, một cái nút là thêm điểm chèn. Hai là tẩy đi các cái điểm như thế này. Đấy, ok, mình kích vào chữ tẩy này, bây giờ mình đi mình tẩy. Rồi các bạn thấy ở đây, mình phải đi mình tích bỏ đi. Đấy. Bỏ đi. Đây mình có thể thêm vào các cái điểm. Đây. Rồi, xong các bạn có thể cầm các cái điểm này, các bạn có thể kéo thoải mái. Đấy. Cầm kéo thoải mái. Rồi, bạn có thể thêm các cái điểm vào các cái vị trí trung gian như thế này. Đây. Mình có thể thêm các cái điểm vào đây. Sau đó các bạn có thể cầm các cái điểm này, các bạn kéo nó đi. Đấy, cầm kéo nó đi thoải mái. Đấy. Các điểm này các bạn có thể kéo thoải mái. Đây mình loại bỏ cái điểm thừa này đi. Đấy. Sau đó mình sẽ kích vào đây.
kéo cái thằng này sang này. Ok, các bạn có thể giữ phím shift nhé. Rồi, ok. Đấy, bạn có thể kéo. Đấy, tóm lại các bạn có thể thêm các điểm hoặc xóa các điểm này đi, vân vân. Thì các bạn sẽ tạo được một cái item mới ở đây. Đấy, các bạn có thể đổi tên thành là phòng bất kỳ nhé, để ví dụ vậy. Rồi, cái phòng bất kỳ này các bạn thấy này, nó tính toán cho bạn diện tích này, à quên, đường chu vi này. Đấy, ok, chiều dài. Rồi, bây giờ các bạn có thể dùng cái thằng này để các bạn đi đếm cái bức phết này này. Các bạn xem những cái vùng kín đây, mình xem là ở đây ví dụ như cửa sổ này chẳng hạn, đúng không? Các bạn có thể sử dụng cái thằng bức phết này, các bạn bắt bắt cửa sổ, bắt cửa sổ, bắt bắt cửa sổ. Đấy, enter. Đấy, các bạn thấy đây, chúng ta được 1 2 3 4 5 6. Đấy, các bạn đây vẫn đổi tên này, cửa sổ. Đấy, có chiều dài đàng hoàng. Đây, chiều dài cửa sổ này. Đấy, thì nghĩa là các bạn dùng thằng bốc phết này các bạn làm rất là nhanh. Rồi, bây giờ mình kích vào Select Backup, thoát ra ngoài. Rồi, bây giờ công cụ cuối cùng mình muốn hướng dẫn cho các bạn thuộc cái phần này. Đó là sử dụng cái công cụ Count này để đếm. Ví dụ bây giờ mình sẽ đi đếm các cái cửa đi chẳng hạn, kích vào đây các cái cửa giống nhau. Rồi chúng ta nhìn nhá, đây chúng ta có một cửa, mình kích vào đây cửa một, à chúng ta Ctrl Z lại, mình chưa chọn ra bên ngoài, mình ấy lại, mình chọn ra bên ngoài không lại tính vào cái thằng cửa sổ này mất. Chúng ta kích vào Count này, rồi một hai. Đấy, các bạn thấy là mỗi một lần chỗ mình kích ấy, đấy, kiểu như mình điểm danh ấy, thì nó xuất hiện một cái dấu chấm. Rồi, chả biết kích bao nhiêu nhưng mà cứ kích thôi. Ừ, như này nó không, chắc chắn nó sẽ đếm được. Đấy. Đấy. Đấy, tương tự các cái cửa này. Ok. Đấy, các bạn chỉ cần ấn chấm thôi, kích chuột Enter. Đấy, các bạn thấy nó liệt kê ở đây cho các bạn này. Thì nó sẽ đếm. Đây nó sẽ đếm phần count 14 cái. Đấy. Cửa đi. Đi một cánh. Ví dụ vậy. Đấy, thì các bạn nhìn lên trên này này, các bạn thấy này. Đấy, tất cả các chỗ chấm này là các cái vị trí cửa, rất là dễ. Bây giờ nếu các bạn chọn một cái vị trí này, các bạn có thể cầm kéo luôn nhé, chọn một cái này, các bạn ấn delete đi. Thì các bạn thấy ở đây nó giảm đi còn 13 cái. Đấy, rất là dễ. Mà công cụ này nó hỗ trợ theo mình rất là hay, thuộc phần 2D. Ok, chúng ta còn một số các công cụ nữa mà các bạn có thể sử dụng để các bạn hỗ trợ, là các bạn sử dụng công cụ Quick Line để các bạn tạo nhanh các đường line. Ví dụ các bạn kích vào đường Quick Line thì bạn đưa vào các đường line, các bạn thấy đấy, xuất hiện ngay một cái đường line ở đây. Đấy, các bạn thấy ở đây. Đấy, rồi các bạn có thể sử dụng công cụ, đây chúng ta có công cụ Quick Box này. Đấy, thì các bạn khi các bạn bo một cái phần đường biên khép kín như thế này thì các bạn thấy nó sẽ tạo ra một cái đường biên như thế này cho chúng ta. Đấy, thì trên này nó có các cái lựa chọn để các bạn có thể, nếu như để nói chung tùy chọn để các bạn có thể tạo ra các cái box theo ý mình. Ví dụ như là có các cái ô box mà khi các bạn click chọn các cái ô này chồng đến nhau, giao nhau thì nó lấy phần nào bỏ đi phần nào, thì các bạn có thể tự thực hành để tìm hiểu cái phần giao nhau box này. Thường thì cái phần này kiểm soát rất là khó, nếu mà các bạn cần vẽ thì mình vẽ bằng tay luôn cho nhanh. Rồi chúng ta còn có một cái lựa chọn nữa,
là filter markup này. Thì các bạn kích vào đây thì nó ẩn đi các cái đường 2D mà các bạn vẽ thêm vào trong mô hình để phục vụ các bạn bóc tách khối lượng này. Đấy, vào đây thì nó lại hiện lên, đây thì nó ẩn đi. Ok, đấy là toàn bộ cái công cụ mà mình muốn nói cho các bạn về phần 2D, các công cụ 2D để phục vụ các bạn lấy thông tin kích thước diện tích chu vi đếm số lượng mà Navisworks cung cấp cho chúng ta. Cái khóa học bóc tách khối lượng này thì mình tạm dừng ở đây. Đấy là toàn bộ các cái công cụ mà về phần bóc tách khối lượng từ 2D đến 3D mà Navisworks cung cấp. Mình nghĩ là nó rất là tuyệt vời rồi. Nó cung cấp cho chúng ta rất nhiều các cái thông tin hay, cách bóc khối lượng của nó cũng rất là hay và đem lại cho chúng ta, tiết kiệm cho chúng ta rất là nhiều thời gian nếu các bạn có mô hình 3D. Và kể cả bạn không có mô hình 3D mà bạn chỉ cần có cái file DWF thì các bạn cũng có thể bóc tách được khối lượng bình thường. Nếu các bạn có câu hỏi gì liên quan đến phần bóc tách khối lượng thì chúng ta có thể thảo luận thêm tại website rsvn.net. Chúc các bạn thành công, học tốt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.